Tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Truyền thanh huyện Đức Huệ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Long An tổ chức tập huấn hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình. Tham gia buổi tập huấn, các đại biểu được hướng dẫn các nội dung như phương pháp rà soát, xác định tiêu chí đo lường nghèo đa chiều, thời gian rà soát, xác định, quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm, quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hàng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình. Thông qua tập huấn nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về quy trình, phương pháp rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ làm nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình gắn với tình hình thực tiễn ở địa phương. Qua đó giúp cấp ủy, chính quyền đánh giá tình hình hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn một cách chuẩn xác, từ đó xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội cho những năm tiếp theo.